Ôi rồi ôi váy đẹp quá. 40.000, 40.000 nha. Bán rẻ không trời. Không có bằng cả ta. Có kìa. Đây. Tính. Nhưng mà tốt bỏ chưa? Dạng này đây, mấy trăm con, 200 con. Chỉ chốt đúng 30 suất thôi nha. Thì nữa cái này. Ok, cái túi túi đó. Cái chân phải là kiểu 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 giống như thế này vẫn toàn vào đây vậy rồi. Ok, chào tất cả các chị nhá. Rồi ok, ngày hôm nay chúng ta cùng săn váy dạ, săn áo dạ với giá là 40.000 ạ. Săn váy dạ và săn áo dạ với giá là 40 hay 39. Ở 39 cho đẹp nhá các chị nhá. Rồi ok các chị ơi, nhanh chóng tham gia buổi live ngày hôm nay của bên em đi nào. Hôm nay các chị nhá. Rồi ok, ngày hôm nay rất là đẹp luôn, đầm trắng phía sau ạ. Rồi ok, hôm nay thì bán rất là rẻ luôn. Bán rất là rẻ luôn chị nhá. Rồi ok, những chị nào đang tham gia buổi live ngày hôm nay, nhanh chóng cho em xin dấu chấm tương tác hoặc cái vẫy tay, em biết đường truyền đang tốt. Hôm nay em sẽ xả cho các chị xả toàn bộ áo dạ và váy dạ đầu mùa. Các chị nhớ giúp em, hôm nay các chị gái sẽ được mua hàng với giá xả các chị nhá. Đúng rồi, ngày hôm nay các chị gái mình sẽ mua hàng với giá xả. Giá xả là bao nhiêu tiền ạ? Chỉ có vài chục nghìn thôi các chị gái nhá. Vài chục nghìn, bình đó chị gái mình chỉ ăn một bát phở, mua một mớ rau là hết. Nhưng ngày hôm nay vài chục nghìn các chị gái mình săn được luôn, mua được luôn và mua được ngay cho em một con váy dạ hoặc là một con áo dạ, tùy các chị gái mình lựa chọn luôn. Ok chưa nhá? Giá khởi điểm là bao nhiêu tiền ạ? Giá bán ở đầu like cũng là giá khởi điểm ngày hôm nay chỉ 39.000 các chị gái nhá. 39.000, 39.000 một con váy dạ đẹp tuyệt vời như đang mặc trên người đây. Đầy đủ tông màu và đầy đủ size số, phục vụ tất cả các chị gái mình luôn. Cho nên là đầu tiên chị gái nào ngày hôm nay muốn mua cái con áo dạ như đang mặc với giá là 39.000, nhanh chóng tham gia livestream ngày hôm nay để em có thể bắt đầu luôn, bắt đầu ngay và bắt đầu phổ biến luôn giá và cấu trúc hàng các chị gái nhá. Từ 40 đến 60 kg mặc bao vừa cho em con váy dạ, đầy đủ size S, M, L cho tới XL các chị gái nhá. Đặt hàng rồi các em sẽ chuẩn bị đây. Em sẽ chuẩn bị nói về cấu trúc đặt hàng đây. Cho các chị gái mình nhanh chóng nhanh tay lẹ chân để lại cho em dấu chấm tương tác để mình chào hỏi nhau, sau đó bên em quay ra bán hàng được không ạ? Ngày hôm nay áo dạ cũng bán với cái giá là 39.000 cho em các chị gái nhá. Có rồi, đầy đủ size ạ. Hàng đầy đủ size số luôn các chị gái nhá. Hàng đầy đủ size số luôn. Phục vụ tất cả chị em từ A đến Z luôn. Ok cho em ạ. Đấy, đúng rồi, áo dạ và váy dạ ngày hôm nay đều có giá là 39.000, giá khởi điểm các chị nhá. Giá khởi điểm là 39.000 cho một đúng chiếc rồi. Ok, toàn bộ rồi ok, 39.000 chị nhá. Rồi ok, chị nào hôm nay muốn mua nhanh chóng comment cho em là gì ạ? Rồi ok, 39k cộng số điện thoại cho em. Nhớ giúp em là ngày hôm nay các chị sẽ được săn váy dạ và áo dạ với giá là 39.000 cho em. 39.000 cho con áo dạ này, 39.000 cho toàn bộ váy dạ đằng sau. Cho chị nào comment đúng cú pháp cho em là 39k cộng số điện thoại được chưa nào? Đúng rồi, 39k kèm cho em số điện thoại đi nào các trẻ ơi. Một con váy cực kỳ là xinh nha, đang mặc trên người đây. Ngày hôm nay bán ở đầu livestream với giá là bao nhiêu tiền ạ? 39.000, 39.000 và chỉ 39.000 thôi. Hàng đầy đủ size số từ S cho tới XL, từ 40 tới 6 à, từ váy từ 40 đến size L các chị nhá, từ 40 đến 60 kg là mình có size. Đúng rồi, ok luôn. Này đúng rồi, 39k cộng số điện thoại. Khi nào nổi lên 50 đơn hàng em bắt đầu chuẩn bị chốt nha. Khi nào đạt đủ 50 đơn hàng em chuẩn bị chốt cho các chị gái này. Các chị gái nhớ giúp em này, giá khởi điểm 39.000, 39.000 cho chị gái nào này. Rồi ok các chị nhìn cho em một con váy quá là đẹp như này, chỉ có giá là 39.000 thôi. Con áo dạ đẹp tuyệt vời như thế kia cũng chỉ có giá là 39.000 thôi. Chị gái nào hôm nay muốn mua nhanh chóng tập trung vào đây cho em, để lại cú pháp 39k cộng số điện thoại để mua váy với giá khởi điểm các chị nhá. Đúng rồi, 39.000, 39.000 và chỉ 39.000 một con váy dạ như em mặc thôi, đẹp tuyệt vời đúng không ạ? Giá khởi điểm ngày hôm nay 39.000, áp dụng cho chị gái nào mình có đơn hàng ở ngay từ đầu livestream và chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm. Ok chưa nhá? Nhanh chóng tăng cho em một vài người bạn thân, một vài người cạ cứng mua hàng vào đây để mình cùng được mua áo,
mua áo và mua váy với cái giá rẻ các chị nhá. Giá cực kỳ là sốc luôn. Bao nhiêu tiền ạ? 39.000. 39.000 và chỉ 39.000 một con các chị ơi. Đúng rồi. Các chị nào muốn mua hàng đẹp giá rẻ ở lại livestream xong em sẽ bán cho chị với giá quá là bét nhè luôn rồi. Ok, mình sẽ được mua váy với giá khởi điểm các chị nhá. Khởi điểm là bao nhiêu ạ? Chỉ có 39.000 thôi. 39 40.000 một chiếc các chị ơi. 30 là không đúng rồi. 39k các chị nhá. 39k cộng số điện thoại cho em, nhớ cho em này. Tí nữa chị nào mà được chốt sẽ được chọn váy, chọn áo tùy thích các chị nhá. Các chị có thể chọn váy, chọn áo tùy thích, không cần phải phân biệt là các chị lấy cái gì. Các cho các chị chọn thoải mái, nhớ giúp em phí ship cũng chỉ có 30 35.000 thôi. Nhớ giúp em này, 39.000 không phải phí ship 890.000, 39.000 phí ship vẫn là 30 35.000, nhớ giúp em này. Nhớ giúp em này, tí nữa chị nào mà không có hội nhóm chia sẻ, chị nào không được mua với giá khởi điểm, ở lại livestream em xả hết áo dạ và váy dạ với giá rất là rẻ luôn. Chị nào ở lại livestream nhá, rồi ok, váy dạ đằng sau này. Cái váy màu đen váy đằng sau là 169.000 chị nhá. Rồi ok này. Rồi ok, các chị tập trung để được mua giá khởi điểm giúp em đi nào. Đúng rồi, nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đơn hàng, đó chính là gì ạ? 39k kèm cho em số điện thoại các chị nhá. 39k kèm cho em số điện thoại. Các chị gái mình sẽ có cơ hội sở hữu luôn, sở hữu ngay và sở hữu liền một con váy dạ cực kỳ là xinh nha em ạ. Với cái giá xinh luôn các chị nhá, với cái giá cực kỳ là xinh luôn. 39.000 luôn các chị ơi, quá là rẻ và quá là sốc đúng không ạ? Tăng ngay cho em bạn bè người thân cạ cứng mua quần áo vào đây để mình được mua hàng với cái giá rẻ. Nhớ là theo dõi fanpage của mình em ở chế độ xem trước để được cập nhật những sản phẩm mới mỗi ngày các chị nhá. Ok cho em chị ạ, Minh Trang đã chia sẻ livestream ngày nay cho anh em chưa nào? Nguyễn Loan này, Phú Lê đã chia sẻ livestream cho em chưa ạ? Váy nó mặc đầu livestream bán với giá là 39.000 chị gái nhỏ Hà nhá. 39.000, 39.000 và 39.000. Chị bán cho chị gái nào chia sẻ buổi live của em giúp em nhá. Các chị nhớ giúp em này. Em bán hàng giá rẻ thì các chị phải cố gắng chia sẻ. Nếu các chị không chia sẻ đơn hàng của chị sẽ không được chốt đâu ạ. Chị nào chia sẻ em mới chốt, không chia sẻ sau 5 phút nữa em sẽ chốt, em sẽ hủy đơn hàng luôn. Nhớ giúp em là 39.000 em bán giá khởi điểm cho chị gái nào chia sẻ. Hôm nay em chỉ về được 500 chiếc, bán buôn bán lẻ gần hết rồi. Bây giờ em chỉ dành cho các chị khoảng rất là ít suất để các chị được mua cái này thôi. Cho nên là các chị nhớ giúp em, để được mua với giá khởi điểm là những chị nào chia sẻ mình sẽ được mua với giá khởi điểm. Mình không chia sẻ tí nữa mình ở lại livestream mua với giá xả cho em nhá. Nhớ giúp em này, rồi ok, bao nhiêu tiền ạ? Rồi ok, ok chia sẻ rồi ạ. Rồi ok, châm bi rồi ok, chờ một chút nhá. 5 phút nữa em sẽ chuẩn bị quay ra chốt cho các chị. 5 phút nữa để các chị làm gì ạ? Để các chị chia sẻ để đơn hàng của mình để chuẩn bị được chốt nhá. Chuẩn bị được lên thành công. Những chị nào muốn đơn hàng của mình lên thành công, em dành cho chị 5 phút để các chị tập trung và chia sẻ cho em làm sao cho đủ 10 lần. 10 lần vào các hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân giúp em. Đúng rồi, nhớ là chia sẻ và chia sẻ các chị nhá. Không chia sẻ livestream là bên em không chốt hàng đâu. 39k một con ngày hôm nay xả đồng giá 39.000 luôn các chị nhá. Lưu ý chỉ bán nhất ở 10 đến 15 phút đầu tiên trong livestream ngày nay thôi. Đúng cho rồi. Nên là những chị gái nào mình tham gia đầu livestream ngày nay rất là may mắn luôn này. Ok rồi, ok ra. Đúng rồi, các chị nhớ giúp em này. Giá này là giá khởi điểm, em chỉ bán trong vòng đúng 10 phút đầu tiên. Em chỉ bán trong vòng đúng 10 phút đầu tiên. Chị gái nào muốn mua phải tập trung chia sẻ thật nhanh, thật gọn, thật lẹ giúp em thì sẽ được mua với giá khởi điểm. Kết thúc cái chương trình bán với giá khởi điểm, mình sẽ chuyển qua một cái chương trình bán giá xả. Bán giá xả rất là rẻ luôn. Còn bây giờ mình tập trung. Chị gái nào này, em nói thật luôn này, với cái phần quà rẻ như thế này thì các chị phải chia sẻ thật là chính xác cho em đủ 10 lần vào các hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Chị nào càng chia sẻ nhiều mình càng có cơ hội, bởi vì sao? Hội nhóm bây giờ nó chặn nhiều. Nhiều chị bảo chia sẻ 15 lần hiện lên đúng 1 lần. Thế thì làm sao mà chốt được, đúng không ạ? Đúng rồi, cho nên các chị gái mình nhanh chóng tham gia livestream ngày hôm nay cho em này. Ok này, 39k kèm cho em số điện thoại trả nhá. Nhớ là để cái lượt chia sẻ của mình lên thành công và không bao giờ bị chặn cũng như là ẩn comment ở đây. Nhớ là theo dõi fanpage của mình em ở chế độ xem trước các chị nhá. Ngày hôm nay đây các chị gái mình thì có thể nhìn thấy toàn bộ váy ngày nay, toàn bộ đều là chất liệu là dạ phối với lụa các chị nhá. Dạ phối với lụa và phối với von luôn, cực kỳ là xinh. Ngày hôm nay bán ở đầu livestream chỉ với giá cực kỳ là sốc các chị gái nhá. 39.000, 39.000 và chỉ 39.000 luôn này. Ok này, The Style này đẹp quá. Đúng rồi các chị ơi, quá là xinh luôn. Tăng ngay cho em bạn bè, người thân cạ cứng mua quần áo vào đây để nhỡ đâu cùng một đơn hàng, cùng một phí ship mình lại nhận được một cái giá, giá quá là ưu đãi. Ok cho em chị ạ, quá là xinh luôn các chị ơi. Hàng đầy đủ size S, M, L, từ 40 đến 60kg mình có size vừa cho em các chị nhá. Dáng váy nghe nó mặc, đây là dáng váy kiểu công chúa, dáng váy kiểu dạng xòe đuôi cá. Tiểu thư rất là xinh luôn. Rồi ok các chị tập trung vào cho em đi nào. Chỉ còn có 3 phút nữa thôi là bên em chuẩn bị quay vào chốt đơn rồi. Chị nào mà hôm nay không chia sẻ tí nữa tiếc đừng tìm nhá. Mất công theo dõi livestream từ đầu đến giờ mà bây giờ không chia sẻ là không thể nào mà biết được đâu các chị ơi. Tập trung vào cho em nào. Rồi ok, em chốt với giá đẹp như thế này thì các chị phải chia sẻ, các chị phải chơi fair play với em. Các chị phải chơi, có nghĩa là mình chơi, mình đã mất, mình đã chơi
Mình đã chơi là mình phải làm đúng luật. Nếu mình không chơi tí nữa mình ở lại mua với giá xả cho em. Đây là cũng coi như là mình đang chơi mini game. Mình chia sẻ là mình sẽ được mua với giá rẻ. Các chị nhìn cho em một cái váy này. Nó váy đuôi cá rất là xinh, từ 40 đến 58, 60 cân mình mặc rất là đẹp cho em. Chất liệu dạ, không phải dạ không lấy tiền cho em nhá chị nhá. Không phải dạ không phải thanh toán tiền cho em. Nhớ giúp em là em bán giá đẹp như thế này là chỉ bán cho chị gái nào chia sẻ đủ buổi like giúp em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm là mình mới chuẩn bị được chốt đơn hàng. Em chuẩn bị chốt đơn cho chị đây, cho nên là những chị nào chưa chia sẻ lập tức quay vào chia sẻ cho em. Đúng để rồi, em chuẩn bị chốt đơn cho chị nào. Những chị gái nào mình chưa chia sẻ là chị ngày nay nhanh chóng quay ra chia sẻ này. Chưa comment đặt đơn hàng ở trên đây thì nhanh chóng để lại đúng cho rồi, em đúng okay này. Huyền Candy, Hoàng Yên, Vũ Diễm, Nguyễn Thủy đã chia sẻ cho các tình yêu ơi. Các tình yêu đã chia sẻ chưa để bên em chuẩn bị quay vào chốt đơn cho mọi người. Bây giờ đã có 40 ạ, 40 nhá chị nhá. 40 đơn hàng đã đổi lên rồi, chỉ còn có trò 10 đơn hàng nữa là em chuẩn bị quay vào chốt rồi. Ok, giá bình thường không chơi mini game, áo dạ xả còn 235.000, váy dạ xả còn 169.000. Chị nào hôm nay tí nữa không được mua với giá khởi điểm, ở lại mua với giá xả cho em. Váy dạ xả 169.000, áo dạ xả 235.000. Chị nào muốn mua giá xả ở lại livestream cho em, giá xả cũng chỉ có 30 suất thôi. Bây giờ em đang chuẩn bị chốt nhá các chị nhá. Rồi ok này, nhanh chóng tập trung vào cho em đi nào. Đúng rồi các trẻ ơi, chỉ còn đúng duy nhất vài phút nữa thôi bên em sẽ gọi tên tất cả những chị gái nào xứng đáng nhận được cái váy này với giá là 39.000 các trẻ nhá. Lưu ý cho em, bên em bán rẻ và đẹp như này rồi các trẻ ơi, mình phải chia sẻ livestream cho bên em. Không chia sẻ livestream thì đừng bao giờ kiểu là không bao giờ có mùa xuân mà bên em bán cho chị gái với giá là 39.000 đâu. Đây là bên em bán với giá là 39.000 này là bán để cho các chị gái mình lấy lượt tương tác, bán để các chị gái mình trải nghiệm sản phẩm thôi, chứ thử hỏi một cái sản phẩm đẹp như này 39.000 thì lãi lờ cái gì đúng không ạ? Bên em đang bán với cái giá lỗ luôn đấy nhá các chị nhớ cho em này. 39.000 không đủ tiền khóa kéo, không đủ tiền may khuyết, may khuy. Nhưng luôn, mà em đang bán cho các chị nhá. Em đang bán cho các chị cái giá khởi điểm để các chị tập trung chia sẻ cho em. Nhớ cho em, chị nào hôm nay may mắn chia sẻ đủ và may mắn hiển thị trên hệ thống của bên em, các chị sẽ được chốt với giá là 39.000. Còn chị nào không mua với giá 39.000 tí nữa ở lại livestream, em sẽ bán cho chị với giá xả. Nhớ giúp em là em chỉ có 50 suất bán với giá xả bao gồm cả váy cả áo. Nhớ giúp em là chỉ có 50 suất ngày hôm nay được mua với giá xả là 169 và 235. Tí nữa chị nào nhá, rồi ok chị mua váy mẫu mặc chờ em 2 phút nữa để em chuẩn bị quay ra chốt đơn cho mọi người đã, rồi em chuẩn bị quay ra bán hàng. Chị nào muốn mua con váy này với giá 39.000, comment cho em là 39k cộng số điện thoại. Còn và sau đó quay vào chia sẻ cho em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm giúp em để hệ thống bên em chuẩn bị quay vào chốt cho các chị. Còn chị nào nhớ giúp em đây là giá khởi điểm. Giá khởi điểm là 39.000. Còn tí nữa chị nào sau khi kết thúc cái chương trình bán giá khởi điểm em chuyển qua xả hàng cho các chị. Nhớ giúp em là xả này, bởi vì sao bên em mới về cái bản demo hàng đợt đầu. Cho nên là số lượng rất là ít. Em sẽ bán cho các chị để các chị trải nghiệm, sau đó em mới sản xuất số lượng nhiều. Cho nên là các chị đang được mua hàng đẹp giá rẻ. Và chị nào muốn mua với giá khởi điểm là 39.000, chia sẻ buổi live giúp em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm. Nhớ là đây là giá khởi điểm. Đây là giá khởi điểm, không phải giá bán sản phẩm. Giá này chỉ dành cho ai may mắn. Ok, em chuẩn bị quay vào bán hàng đấy ạ. Bán hàng thì váy này hôm nay em sẽ xả 169, áo dạ xả còn 235.000. Chị nào hôm nay muốn mua ở lại livestream chuẩn bị quay ra bán hàng. Chỉ còn có đúng bao nhiêu phút nữa thôi ạ? Chỉ đúng còn rồi. Có đúng. Ok này, bây giờ chỉ còn đúng duy nhất 1 phút 30 giây các chị gái nhá. 1 phút 30 giây cuối cùng em xin phép được chuẩn đúng bị rồi. Gọi tên tất cả những chị gái nào mình may mắn này. 1 phút 30 giây nữa chính là bao nhiêu giây nữa? Chỉ có đúng 90 giây cuối cùng các chị gái nhá. Đúng rồi, 90 okay giây này. Cuối cùng đang bắt đầu okay đến lượt đấy ạ. Ok, chị gái Nguyễn Thùy, Hoàng Yên, bé Kem, Vi Diễm đã chia sẻ cho ạ. Thùy Dung đã chia sẻ chưa? Các chị nhớ giúp em này rồi. Em thấy các bị comment rất là nhiều, nhưng mà không biết các chị đã chia sẻ hay chưa. Chị nào chia sẻ phải chú ý cái số lượt chia sẻ của mình đã được duyệt, phê duyệt để đăng thành công hay chưa. Hay là mới chỉ đăng lên và chờ phê duyệt cả một tiếng nữa nó mới phê duyệt. Thì các chị nhớ giúp em là chia sẻ vào những hội nhóm không bị chặn và không bị chờ phê duyệt quá lâu để đơn hàng của mình chuẩn bị được chốt các chị nhá. Nhớ giúp em là chỉ còn có đúng 1 phút nữa thôi là bên em chuẩn bị quay vào chốt với giá khởi điểm. Sau khi kết thúc cái chương trình giá khởi điểm em chuyển qua bán hàng giá xả với giá 169 và 235.000 cho con áo dạ. Nhưng mà nhớ giúp em là giá này cũng rất là ít.
Kể cả tí nữa mua với giá xả, số lượng cũng rất là ít cho em. Chị nào tí nữa muốn mua giá xả, ở lại livestream và đặt hàng thật nhanh cho em. Nhớ giúp em là bên em chuẩn bị quay vào chốt, chị nào rời livestream mất quà, rời livestream mất với cơ hội mới mua giá khởi điểm được chưa nào? Đúng rồi, và tí nữa khi mà bên em gọi tên tất cả những chị gái nào có tên, gọi tên một phát là các chị gái mình nhanh chóng chụp ảnh màn hình, số lượt chia sẻ ngay lập tức vào inbox cho bên em, ok cho em nha. Khi mà bên em gọi tên chị gái nào mà rời livestream ngày hôm nay, không còn ở lại livestream và chụp ảnh màn hình, số lượt chia sẻ, thì bên em lập tức hủy quà và chuyển phần quà đó cho một chị gái may mắn khác, ok cho nào. Còn bây giờ đúng 5 giây cuối cùng các chị gái nhá, 5 giây cuối cùng em xin phép được bắt đầu gọi tên đây. Nào. Đúng rồi, ok, đúng rồi. Các chị nhớ giúp em này, chia sẻ buổi live 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm, có cơ hội được mua với giá khởi điểm là 39.000. Sau khi kết thúc chương trình bán giá khởi điểm, mình sẽ chuyển qua xả hàng được chưa nào? Ok các chị ơi, nhớ giúp em này, ngày hôm nay bởi vì sao? Đây là mã mới về. Mã mới về cho nên là ngày hôm nay em sẽ bán cho các chị, em sẽ dành tặng cho các chị 3 suất. 3 suất váy dành tặng free cho 3 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất từ trên xuống dưới. Nhớ giúp em là 3 suất váy free ngày hôm nay sẽ dành tặng cho 3 chị có lượt chia sẻ. Ví dụ như em thấy rất nhiều chị ở trên này đã chia sẻ rất là nhiều rồi đúng không ạ? Ok này, nhớ giúp em này, bên em chuẩn bị quay vào chốt, chị nào hôm nay được mua với giá là, muốn mua với giá đẹp thì nhanh chóng ở lại livestream. Bây giờ em xin phép chuẩn bị chốt này, em xin phép chốt này, em xin phép cái chốt cái chương trình, rồi ok chốt cái chương trình đẹp và rẻ này các chị ơi, rồi ok mua với giá khởi điểm cho em nhá. Mua với giá khởi điểm, em sẽ quay số bất kỳ, em sẽ quay số một cách bất kỳ chị gái nào hôm nay được may mắn mua với giá này đây. Đấy chính là chị nào đây, rồi ok chị gái đầu tiên. Chị gái đầu tiên là chị gái Thảo Tít, các chị có nhìn thấy không ạ? Chị gái Thảo Tít này, Thảo Tít đôi số điện thoại 186 này, Thảo Tít, các chị em quay màn hình chủ luôn nhá. Đúng rồi, thế quay màn hình chủ luôn này. Quay ngay màn hình chủ các chị nhá. Quay luôn và quay ngay màn hình chủ cho tất cả các chị gái mình xem luôn. Có phải là Thảo Tít không các chị gái nhỉ? Ok chị gái Thảo Tít đuôi số điện thoại bao nhiêu đây? Thảo Tít đuôi số điện thoại bao nhiêu đây ạ? 186 các chị nhá. Rồi. Rồi ok này. Các chị tập trung và quay vào chia sẻ cho bên em mà em chốt nhá. Rồi ok các chị ơi, em quay chủ luôn. Cho nên là mọi người yên tâm là mọi người không bao giờ phải có cái vấn đề gì luôn nhá chị nhá. Đúng rồi. Không bao giờ vấn đề gì mà sợ là mình thế nào đâu nhá. Rồi ok, bây giờ em chốt tiếp cho một chị nữa này. Chị nào rời like mất quà này, chị gái nào rời like mất quà này. Rồi ok, chị gái tiếp theo này. Rồi ok, chị gái tiếp theo. Chị gái tiếp theo của em là chị gái Diệu Hằng này. Rồi ok, chị gái Diệu Hằng, em quay màn hình chủ này. Diệu Hằng đuôi số điện thoại 667 này, 667 các chị ơi. Lên view lên xe cho em chốt cho 5 người nữa các chị nhá. Lên view lên xe cho em 5 phút nữa em chốt tiếp cho 5 chị nữa. Được chưa nào? Ấy, còn nhớ giúp em vẫn dành tặng cho các chị 3 chiếc váy free ship đến tận nhà luôn. Còn bây giờ em xin phép ạ. Đúng rồi, còn bây giờ bên em xin phép được qua một cái chương trình thứ hai chả nhá. Là chương trình ưu đãi đặc biệt giảm 50% toàn bộ giá xả luôn chả nhá. Toàn bộ giá xả luôn này. Đúng ngày rồi, nay. Bây giờ em xin phép chuyển cho qua cái chương trình xả áo dạ và xả váy dạ ngày hôm nay. Và chỉ có đúng là bao nhiêu suất ạ? 30 suất váy dạ và 20 suất áo dạ. Chị gái nào ngày hôm nay muốn mua áo dạ với giá là 235.000. Áo dạ ngày hôm nay em xả từ 450.000, xả còn 235.000. Chị nào lấy... chị nào lấy váy này áo dạ này comment nhanh cho em là xả áo dạ cộng số điện thoại cho em. Xả áo dạ cộng số điện thoại. Cầm im thế. Xả áo dạ cộng số điện thoại từ 450.000 em xả còn 235.000. Chị nào lấy cái này comment cho em là xả áo dạ cộng số điện thoại 235.000 một chiếc áo dạ. Rồi ok, còn chị nào lấy cái váy dạ như em mẫu đang mặc là bao nhiêu tiền ạ? Rồi ok này, váy dạ như em đang mặc giá bán bình thường là 350.000. Ngày hôm nay bên em giảm còn 169.000 các chị nhá. 169 và chỉ 169.000 một con váy dạ hồng như em đang mặc thôi. Váy dạ hồng như em đang mặc đầy đủ 3 size S, M và L, từ 40 đến 60 kg mặc bao vừa cho em. Váy dạ hồng các chị nhá. Đặt mã sản váy dạ hồng như em đang mặc chốt nhanh cho em là gì ạ? Váy dạ hồng kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn. Áo đầy đủ size SML. Váy dạ hồng bên em cũng có đầy đủ size SML. Từ 40 đến 60 kg mặc vừa cho em váy dạ. Từ 40 đến 58 kg mặc vừa cho em áo dạ. Áo dạ comment cho em là xả áo đúng dạ rồi, kèm số điện thoại này. Đúng rồi, còn chị nào lấy cái váy dạ này của bên em là bao nhiêu tiền ạ? 350.000, em còn 169.000 cho chiếc váy này. Chị nào đặt hàng comment nhanh cho em là váy dạ kèm màu cộng số điện thoại. Váy dạ của em chỉ có màu hồng. Chị nào lấy con này comment cho em là váy hồng cộng số điện thoại hoặc là váy dạ hồng cộng số điện thoại cũng ok luôn. 169.000 một chiếc. Chị nào đặt hàng comment cho em là gì ạ? Váy dạ hồng cộng số điện thoại SML, từ 40 đến 60 cân dáng này.
Các chị ơi, dáng suông đuôi cá cực kỳ là xinh, thoải mái cho em từ 40 đến 60 cân. Máy vàng hồng cộng số điện thoại này. Đúng rồi, em cảm S68 nặng 50kg này. Đặt hàng chốt nhanh cho em là váy dạ hồng kèm số điện thoại. Váy dạ hồng kèm số điện thoại là bên em vào đơn. Áo dạ là 235.000. Áo dạ là xả áo dạ. Đặt áo dạ comment cho em là xả áo dạ kèm số điện thoại. Đặt váy dạ nha em ạ. Comment rồi. Cho em là váy dạ hồng. Các chị nhớ giúp em nhá. Bên em chỉ chốt đúng 30 suất váy dạ thôi. Chị nào để lại đúng cú pháp và số điện thoại nhanh nhất mình mới có đơn hàng. Nhớ giúp em là các chị đang được mua với giá xả. Mua với giá xả các chị nhá, nhớ giúp em bởi vì sao? Hàng này mới chỉ về đợt đầu thôi, mới chỉ về đợt đầu được hơn 100 chiếc thôi, cho nên là chị nào em chỉ bớt cho các chị 30 suất để bán lẻ. Bán lẻ rẻ hơn cả giá buôn. Chị nào muốn mua cái váy này là bao nhiêu tiền ạ? 169.000. Từ 350.000 giảm còn 169.000 các chị nhìn cho em này. Chất liệu dạ này các chị ơi, chất liệu dạ này nhận hàng không phải dạ không lấy tiền, tay không phải lụa không lấy tiền cho em, nhớ giúp em này. Váy dạ chỉ có 169.000. Ấy được chưa nào? Áo dạ chỉ có 235.000. Chị nào muốn mua con này comment cho em là gì ạ? Váy dạ hồng cộng số điện thoại. Chị nào muốn mua áo dạ 235.000. Ok này, có số điện thoại mình có đơn hàng. Em mẫu cao 1m68 nặng 50 cân. Chị nào có đủ size SML từ 40 đến bao nhiêu ạ? Từ 40 cho đến 60 cân mình mặc vừa cho em. Cho em váy các chả nhá. Từ 40 đến 60kg mặc vừa cho em con váy dạ. Từ 40 đến 58kg mặc vừa cho em con áo dạ. Ưng áo dạ comment là xả áo dạ kèm số điện thoại. Ưng váy dạ comment cho em là xả váy hồng. Xả váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại bên em vào đơn. Hoặc là comment cho em là váy dạ hồng, em chỉ nhận 30 đơn thôi. Em chỉ nhận 30 đơn, chị nào để lại số điện thoại nhanh là mình có đơn cho em nha. Váy dạ hồng của bên em rất là xinh, chất liệu dạ. Chất liệu dạ ma đa canh đang mặc kia 2m không hề ngắn. Em mẫu cả 1m7 không hề ngắn. Các chị yên tâm cho em, váy cực kỳ đẹp luôn. Váy này của bên em bao nhiêu tiền? Váy chỉ có 169.000 thôi. 350.000 ngày hôm nay bán với cái giá xả là 169. 169 và chỉ 169.000. Em cả 1m68 nặng 50kg các chả nhá. Lưu ý cho em này, từ 40 đến 60kg mình có size vừa cho con váy dạ này luôn. Dáng là dáng suông đuôi cá, dáng kiểu tiểu thư đài cát các chả nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em là dạ váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại là bên em vào đơn. Phí ship toàn quốc 30 đến 35.000 tùy sao gần cho em. Đặt hàng chỉ cần comment cho em là gì ạ? Xả đúng váy rồi. Dạ hồng kèm đúng rồi, hoặc là các chị chỉ cần comment cho em là váy dạ hồng thôi được chứ nào. Các chị đang được mua với giá xả. Và nhớ giúp em chỉ chốt 30 suất nhanh nhất thôi. 30 suất nhanh nhất là các chị được mua với giá xả thôi nhá các chị nhá. Bình thường mua 10 chiếc mới được giá này, ngày hôm nay mua 1 chiếc được mua giá này. Đây là chính là giá xả các chị nhá. Ok này, váy dạ hồng bao nhiêu tiền ạ? 169.000 cho chị nào hôm nay đặt hàng trên này. Đặt hàng trên này mình được mua với giá xả cho em nhá. Ok, có số điện thoại có đơn hàng, không cần phải comment quá nhiều tình yêu ơi. Có số điện thoại có đơn hàng chỉ cần comment một lần duy nhất thôi, nhớ đúng số điện thoại cho em nhá. Các chị đang được mua với giá xả cho em được chưa nào? Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em là váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại. 350.000 ngày nay xả còn 169. 350.000 ngày nay xả còn 169. 169 và 169.000. Thiết kế là váy đúng dạ rồi, hồng ok này, này có số điện thoại mình có đơn hàng. Em đang lên đơn cho tất cả những chị nào có số điện thoại và chỉ chốt cho 30 suất. 30 suất nhanh nhất để lại số điện thoại cho em. Nhớ giúp em này, váy dạ này của bên em có đủ size SML từ 40 đến 60 cân và đặc biệt là dáng suông đuôi cá cực kỳ là xinh luôn. Chị nào đặt hàng này tiểu thư mặc có nghĩa là lịch sự sang chảnh. Cái này 18 đôi 10 hay là 40 hay là 35-40 đều mặc xinh cho em bởi vì cái màu của nó rất là nhã nhặn luôn, lịch sự chị nhá. Rồi ok, chị nào đặt hàng comment cho em, hoặc là chị nào không thích thắt nơ đấy, các chị thắt thành cái hình thắt thành cái đường sọc sọc này cho em đấy, là nó không bị kiểu như là nhiều chị nào mà không thích nơ, còn chị nào mà thích nơ thì các chị thắt vào giúp em như này. Đấy, rất là xinh luôn á chả nhỉ. 56kg mặc bao vừa cho em size L chị gái ơi. Đúng đầy rồi. Đủ size nhá. Để lại cho em cú pháp là váy dạ hồng cộng số điện thoại là các chị được mua với giá xả 169.000. Nhớ giúp em này, 350.000 bây giờ còn 165.000 cho em được chưa nào? 169.000 á chả nhỉ. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại. 350.000 ngày nay còn 169. 169 và 169.000. Đúng rồi, ok, em đang lên đơn cho tất cả những chị nào để lại số điện thoại. Mình có số điện thoại là mình có đơn hàng được chưa nào? Áo dạ là 235.000. Áo dạ ngày hôm nay em có 30 suất, em cũng có 30 suất áo dạ để bán cho các chị với giá xả. Chị nào hôm nay muốn mua với giá xả này thì comment nhanh cho em. Áo dạ ngày hôm nay của em sẽ có giá là bao nhiêu tiền ạ? 450.000 ngày hôm nay em sẽ xả cho các chị chỉ với giá là 235.000. Chị nào muốn mua con áo dạ này 235.000 comment nhanh cho em là gì ạ? Xả áo dạ cộng số điện thoại cho em.
Áo dạ chỉ có một màu duy nhất là dạ kẻ đen trắng, cực kỳ là đẹp luôn, dày dặn nặng 1 cân luôn. Áo này của em nặng 1 cân luôn các chị nhá. Chị nào lấy mẫu mã này comment cho em là xả áo dạ cộng số điện thoại 450.000 còn 235.000. 235.000 con áo dạ các chị nhìn cho em, lớp lót bên trong. Lớp lót bên trong là lót lụa kẻ Burberry, cực kỳ là đẹp luôn. 235.000 cho chị nào ở lại livestream chia sẻ livestream cho em một lần thôi. Chỉ cần một lần mình được mua với giá xả, và nhớ giúp em nhá. Áo dạ ngày hôm nay 235.000 cho em. Ok này, mua tại shop được chị ơi. Nhưng mà bên em không thử đồ, chị nào qua thì cứ lấy sờ chất là mê luôn nhá các chị nhá. Ok, được chưa nào? Chị nào muốn mua con áo dạ này của em? Dạ của các chị ơi, dạ này, đừng hỏi dạ có bị xù không. Bản thân của dạ nó đã nhìn, các chị nhìn thấy lông chưa? Các chị có đã nhìn thấy lông chưa ạ? Rồi ok, áo dạ của bên em có giá là 235.000, từ 450.000 và chỉ có 30 suất áo dạ thôi. Chị được nào rồi. Muốn mua áo dạ em cứ để đây để các chị chốt, em không dám lên like. Lên like các chị chốt hết là không có hàng để trả. Xả áo dạ cộng số điện thoại 30 suất bắt đầu các chị ơi. Chị nào muốn mua áo dạ comment cho em xả áo dạ cộng số điện thoại. Ship toàn quốc 30-35.000 cho em. Có ok được chưa nào? Chị nào muốn mua áo dạ comment xả áo dạ cộng số điện thoại. Còn chị nào muốn lấy cái váy mẫu đang mặc thì comment cho em là váy dạ hồng, chất liệu là dạ các chị nhá. Đúng rồi, chị gái nào mình lấy váy dạ nhanh nào mặc chốt nhanh cho em là váy dạ hồng, kèm cho em số điện thoại. Ok cho em ra 350.000, ngày hôm nay chỉ còn là 169 169 và chỉ 169.000 một con váy dạ nhanh nào mặc thôi. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy dạ, váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại này. Lưu ý cho em váy dạ này của bên em thiết kế giữa hai chất liệu này, đó là tông lụa thái chả nhá, tông lụa thái phối ở phần tay và phần nơ. Lưu ý còn phần thân này là hoàn toàn 100% là dạ luôn này. Mua áo dạ comment cho em là xả áo dạ, mua váy hồng comment cho em là váy hồng kèm mọ kèm số điện thoại là bên em lên đơn. Váy hồng là xả 169 này, áo dạ xả 235.000. Ưng mã sản phẩm nào chốt nhanh cho em. Xả em lưu ý cho em này, váy hồng này bên em chỉ chốt 20 đơn, áo dạ bên em chỉ chốt 30 đơn. Chứ chị gái nào mình đặt mã nào chốt nhanh cho em nhỉ? Mã đúng rồi các chị ơi, nguyên một con váy dạ nó sẽ dày đẹp như thế này luôn. Chất liệu dạ siêu đẹp luôn. Chị nào đặt hàng em chỉ để đúng 30 suất thôi. Chị nào muốn mua váy thì chốt nhanh cho em, váy dạ chỉ có 169.000, áo dạ chỉ có 235.000. Tình yêu nào lấy phải chốt nhanh cho em được chưa nào? Ấy đúng rồi, xả dạ hồng váy này của em là váy hồng nhá. Chị nào muốn mua cái này comment cho em là váy hồng kèm số điện thoại. Váy dạ hồng kèm số điện thoại, chất liệu dạ này các chị nhìn cho em này, cực kỳ là đẹp luôn này. Ôi dồi ôi, một con váy dày đẹp như thế này không mua đâu được đâu các chị nhá. Ok, có số điện thoại mình có đơn hàng cho em được chưa nào? Đúng rồi, cứ có mã, cứ có màu và cứ có số điện thoại là bên em lên đơn. Ưng váy dạ hồng comment cho em là váy dạ hồng kèm số điện thoại. Ưng áo dạ comment là xả áo dạ kèm số điện thoại. Đầy đủ size SML các chị nhá, từ 40 đến 60 g mặc vừa váy dạ, từ 40 đến 58 g mặc vừa cho em áo dạ. Ưng mã sản phẩm nào chốt nhanh cho em là mã rồi, kèm màu. Ok cộng đúng số rồi. Điện thoại này. Cái váy dạ của em các chị nhìn cho em, mỗi người chỉ cần comment một lần thôi ạ. Các chị nhìn cho em chất liệu này. Chất liệu dạ các chị nhá. Rồi ok, cực kỳ là dày đẹp luôn các chị nhìn cho em. Một con váy dạ của em đã nặng 600 g rồi. Các chị nhớ giúp em, một con áo dạ thì nặng 1 cân rồi, còn váy dạ ok này Đông Phương có chốt rồi nha. Ok chị nào có số điện thoại mình yên tâm là có chốt đơn rồi. Ok đội nam có rồi này. Các chị nhớ giúp em này. Xả váy dạ còn 169.000, xả áo dạ còn 235.000. Chị nào muốn mua con váy hồng này với giá xả, đặt hàng comment cho em là váy hồng kèm số điện thoại. Chị nào muốn mua áo dạ comment xả áo dạ cộng số điện thoại cho em. Áo dạ chỉ có 235.000 thôi. Váy dạ chỉ có bao nhiêu? 169.000, nói thẳng luôn các chị ơi. Đặt hàng quá là phê luôn rồi, ai mà mua này. Chia sẻ cho em, theo dõi fanpage của bên em ở chế độ xem trước để luôn được mua hàng đẹp giá rẻ nhá. Mua lẻ này, bình thường người ta mua 10 chiếc mới được giá buôn. Ngày hôm nay các chị rất là may mắn khi mua 1 chiếc cũng được giá buôn. Mua 1 chiếc với giá xả tận sốc luôn nhá chị nhá. Ok, có số điện thoại mình có đơn hàng cho em ạ. Đúng rồi, cứ có số điện thoại là mình có đơn hàng cho em các chị ạ nhá. Áo dạ là 235.000, váy dạ là bao nhiêu tiền ạ? Váy dạ là 169.000 cho em các chị ạ nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em là mã kèm màu cộng số điện thoại là bên đúng em rồi. Lên đơn này. Bây giờ khoác qua cho các chị xem cái áo dạ nó sẽ như thế nào các chị nhá. Áo dạ cực kỳ là đẹp luôn. Ok này, size M váy à, rồi ok, từ 40 đến 60 cân bên em sẽ gọi điện để tư vấn chốt size. Con áo dạ của bên em này đẹp cực kỳ luôn. Các chị có thể mặc kết hợp với áo sơ mi hoặc là áo len hoặc là đồ gì bên trong cũng đều xinh cho em. Và đặc biệt các chị để ý cho em lớp lót bên trong, lớp lót lụa Burberry kẻ cực là đẹp luôn. Hàng xịn mới có lớp này nhá chị nhá. Đặt đúng hàng rồi. Comment cho em là váy dạ à quên gì ạ? Áo xả áo dạ kèm cho em số điện thoại chả nhở. Lấy áo dạ comment cho em là đúng xả rồi, áo dạ cho các chị lấy váy comment đấy em quá là đẹp luôn các chị ơi. Nhìn cho em này, một con áo dạ này các chị có thể mặc đi bốt và đều xinh cho em, đặc biệt là dáng chùm qua mông mặc quần tất vào là đẹp luôn cho em được chưa nào. Chị nào muốn mua con áo dạ này comment cho em là xả áo dạ cộng số điện thoại cho em, từ 40 đến bao nhiêu ạ? Từ 40 đến
58 cân mình mặc vừa cho em được chưa nào? Áo dạ của bên em có 235.000 thôi. 235.000 cho một con áo dạ thôi. Khi nào mà các chị Thường Cường kết hợp vào một cái váy kiểu váy body hoặc là một cái áo sơ mi hoặc một cái chân váy ngắn lên đây là đẹp nhất. Còn đây là em chỉ mặc khoác tử cho chị thôi, được chưa nào? Chị nào lấy con áo dạ này comment cho em là xả áo dạ cộng số điện thoại. Đúng rồi, lấy áo dạ comment ngay cho em là xả áo dạ kèm cho em số điện thoại các chị gái nhỉ. Áo dạ như em mặc bây giờ hôm nay chỉ bán cho chị gái với cái giá là bao nhiêu tiền ạ? 235.000, 235.000 và chỉ 235.000. Nguyễn Thị Ngọc Mai có thấy nhá, chị nào có số điện thoại là mình có đơn hàng. Trương Thanh Mỹ Ngọc em lên đơn rồi đấy ạ. Mình có số điện thoại, mình có đơn, được chưa nào? Còn tí nữa em chuyển qua thử cho các chị mấy cái váy dạ đằng sau. Váy dạ ngày hôm nay đồng giá 169.000, yên tâm. Ba cái màu váy dạ ở trên kia đồng giá 169.000. Rồi các chị nào lấy áo dạ này thì là 235.000. Váy dạ đồng giá 169.000, được chưa nào? Đấy, chị gái nào mình lấy mã nào chốt nhanh cho em này. Áo dạ là 235.000, váy dạ là bao nhiêu tiền ạ? Váy dạ là 169.000. Ưng mã sản phẩm nào chốt nhanh cho em váy dạ là 169 các chả nhá. Ok bây này, rồi okay, chị gái này, rồi ok các chị nhìn cho em này. Áo dạ của bên em ở bên trong lớp lót kẻ nhá các chị nhá. Ở bên trong lớp lót kẻ cực kỳ là đẹp luôn. Chị nào lấy váy con dạ này comment nhanh cho em ạ. Chị nào lấy con này comment nhanh cho em là áo dạ xả áo dạ cộng số điện thoại là các chị sẽ được mua với giá xả. Bình thường là 450.000, không bán bớt, không bán kém, 450.000 không bán kém. Ngày hôm nay bán cho chị với giá xả để trải nghiệm đi. Bởi vì mới về có mấy trăm để bán thử nghiệm thôi. Mới về mấy trăm bán thử nghiệm để các chị nhận hàng, để các chị xem là hàng đẹp hay không, để em sản xuất số lượng lớn nhá chị nhá. Xả áo dạ chỉ có là 235.000. Ok, mình có số điện thoại, mình có đơn hàng rồi. Ok, Duy Dương có đơn rồi ạ. Ship toàn quốc 30, 35, 40.000 tùy xa gần cho em. Bởi vì một con áo dạ này nặng 1 cân. Nặng 1 cân cho nên các chị thanh toán tiền ship cho em, chú ý cho em nhá. Ví ship toàn quốc 30, 35, 40.000 cho em. Áo dạ 235.000. Đặt hàng comment cho em là xả áo dạ cộng số điện thoại cho em này. Chị nào lấy mã này comment cho em là xả áo dạ cộng số điện thoại. Ôi dồi ôi, quá là đẹp luôn. Các chị nhìn con áo dạ này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Em quay cho các chị xem này. Đấy, các chị nhìn cho em này. Áo dạ chỉ có 235.000. Váy dạ như Mai Canh Hồng đang mặc kia 169.000. 169.000 cho con váy dạ hồng. Nhớ giúp em là giá này các chị đang được mua lẻ với giá xả. Ok, kho buôn ở Hà Nội chị gái ơi, chị gái vào fanpage xem em nhá. Rồi ok, cho xem váy màu đen, chờ một chút, ngay bây giờ sẽ vào váy dạ màu đen và màu be cho mọi người, được chưa nào? Chị nào lấy con váy áo dạ này thì comment cho em là xả áo dạ thì sẽ được mua với giá xả là 235.000. Còn chị nào muốn mua con váy hồng thì comment cho em là váy hồng cộng số điện thoại 169.000 tình yêu ơi. Váy dạ ngày hôm nay đồng giá 169, còn đây là áo dạ 235.000. 235.000 mà cảm giác như là 532.000 ấy, đúng không ạ? Đúng rồi, rồi. Ok. Rồi ok này các trẻ ơi, tiếp theo các trẻ nha, tiếp theo một mã sản phẩm nữa này các trẻ ơi. Tiếp theo một mã sản phẩm nữa cực kỳ là xinh, cực kỳ là xinh nha, nó mặc trên người các trẻ nha. Đây, đây, ui dồi ôi, đẹp quá là đẹp luôn các trẻ ơi. Đẹp quá là đẹp luôn. Con mã sản phẩm này, ui dồi ôi, mặc cái con áo dạ này thì thôi rồi luôn các trẻ nha. Đấy, các chị nha, rồi ok, bây giờ đầu tiên giới thiệu cho chị con váy dạ này. Váy dạ này của em cũng có giá là 169.000, ok này, hộ lao Hà Đông. Rồi ok, ship nội thành Hà Nội là 25.000 cho em. Rồi ok, chị nào lấy con váy dạ này comment nhanh cho em là váy dạ màu be kèm số điện thoại. Đây các chị nhìn cho em chất liệu dạ này. Dạ gầy kim lông, tuyến gầy lông các chị nhá. Kim tuyến gầy lông cực kỳ là đẹp luôn. Váy này của bên em cũng 350, còn 169.000. Chị nào đặt hàng trên này được mua với giá xả cho em. Váy này của em ok, Lan Hương có thấy ạ. Rồi ok, chị nào lấy con váy này thì là dáng chữ A, và cái này của em là dáng, chị nào mà dáng đẹp đẹp một chút thì mặc rất là xinh cho em. Và nhớ giúp em là váy này của em chỉ có size SM thôi, từ 40 đến 52 cân mình mặc vừa cho em. Váy này của em từ 40 đến 52 cân, của em có màu be và màu đen. Chị nào lấy mã này comment cho em là gì ạ? Váy dạ be kèm số điện thoại cho em, cực kỳ đúng là xinh. Rồi, ngoài màu be này bên em còn có tông màu đen các chả nhá. Ngoài màu be bên em còn có tông màu đen. Chị gái nào mình lấy váy dạ nên là mặc comment cho em là váy dạ be hoặc váy dạ đen kèm số điện thoại là bên em lên đơn. Váy dạ này bên em cũng đồng giá là 169.000. Chất liệu là từ phần ngực này trở xuống đó là dạ kim tuyến gẩy lông các chả nhá. Còn phần tay và phần ngực này đó là chất liệu là von lụa các chả nhá. Chất liệu đúng là rồi. Von lụa cực kỳ là mềm mại. Là mềm mại và rất là xinh luôn. Đúng này, 169.000 các chị đang được mua với giá xả ok này. Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai ok rồi chị gái nhá. Rồi ok, mình có số điện thoại, mình có đơn hàng, yên tâm là em đã chốt đơn rồi. Yên tâm là bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho tất cả những chị đúng nào rồi. Để lại mã sản phẩm cộng số điện thoại một cách nhanh nhất, được chưa nào? Rồi ok, em chỉ có đúng 15 suất cho con suất cái váy dạ be này và váy dạ đen. Chị nào muốn mua váy dạ này thì comment cho em là váy dạ be cộng số điện thoại. Của em có hai màu là màu be và màu đen. Chị nào lấy comment cho em có size S và size M. Đúng rồi, cái từ váy 40 này đến 52 cân. Đúng
đúng rồi. Cái váy này chị gái nào mình người nhỏ nhỏ xinh xinh thì mặc đẹp cho em các chả nhỉ. Đúng rồi, đến 52 cân bởi vì đúng sao? Rồi. Bởi vì chất liệu dạ này nó không có giãn, cái váy này nó không có giãn mà phần eo nó chiết như thế này thì đúng em rồi. Không dám tư vấn nhiều được chưa nào? 169.000 chị gái ơi, 169.000. Mẫu cao 1m68 các chị nhá. Rồi ok, chị nào lấy mã này comment nhanh cho em là gì ạ? Váy dạ B kèm cho em số điện thoại là bên em lên đơn. Ngoài tông bầu V này bên em còn có tông màu đen các chả nhỉ. Bên em vẫn chốt đơn cho áo dạ, chị gái nào mình lấy áo dạ chốt nhanh cho em. Áo dạ của bên em ở ngoài thiết kế là phần dạ ở trong thêu vải Burberry ở để trong là lớp lót nhá chị nhá, lớp lót lụa Burberry cực kỳ xinh luôn. Rồi ok, chị nào đặt hàng comment cho em là gì ạ? Rồi ok. Lấy áo dạ comment xả áo dạ, muốn mua váy thì comment váy dạ B, muốn mua váy dạ hồng comment cho em là váy dạ hồng cộng số điện thoại. Và nhớ giúp em này, cái giá này là giá đẹp nhất Việt Nam luôn. Chị nào hôm nay muốn mua thì phải mua với giá này, bởi vì sao, mấy hôm nữa nó vào mùa nó rét căm căm ra làm gì có giá này. Đúng là rồi. Quay về mua với giá 450 với 350 cho em được chưa nào? Đấy, chị nào chốt váy dạ hồng tiếp tục chốt váy dạ hồng, mai nó canh đang mặc và treo vẫn trên kia. Đấy, chị nào lấy váy dạ hồng cũng 169.000, dáng suông đuôi cá không bao giờ lo lộ bụng lộ mông luôn. Còn con váy này của em là dành cho người đẹp nhá các chị nhá. Đấy, cho em con chị gái nào mình lấy áo dạ này chốt nhanh cho em là gì ạ? Xả áo dạ kèm màu cộng số điện thoại là xả áo dạ kèm số điện thoại nhỉ. Áo dạ là 235.000, váy dạ là 169.000, váy dạ đồng giá 169. Đầy đủ size SML từ 40 đến 58 SML là cho con váy hồng kia các chị nhá. Rồi ok. Con váy hồng kia của em là SML từ 40 đến 60 cân. Em cao 1m68 50 kg nhá. Rồi ok, chị nào lấy cái váy này thì comment cho em là váy dạ B. Còn lấy cái áo dạ như em Dung đang mặc comment cho em là xả áo dạ. Nhớ giúp em là váy đồng giá 169, áo đồng giá 235.000. Đúng rồi, ưng mã sản phẩm nào chốt nhanh cho em là mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Ok cho em chưa? Chất liệu của váy này là hoàn toàn 100% là váy gãy lông kim tuyến các chả nhỉ. Váy gãy lông kim tuyến cực kỳ là xinh cho em luôn. 100 bao nhiêu tiền ạ? À? 169.000 cho một cái con này. Ok cho em nào? Rồi cái váy nó mặc là 169.000. Bây giờ em xin phép được chuẩn bị chuyển sang màu mẹ đen nhá. Đúng rồi, chị nào lấy mã này comment tiếp tục chốt em cho xả áo dạ. Các chị hôm nay sẽ được mua với giá xả, nói thẳng luôn, bởi vì em mới về. Em mới về đợt đầu, hàng dạ đợt đầu thì là bao đẹp rồi. Các chị mua một vài đợt sau thì nó sẽ không được đẹp như này đâu. Cho nên là chị nào muốn mua phải chốt nhanh từ đợt đầu. Đợt đầu mình sẽ có giá đẹp và hàng đẹp. Đợt sau thì sản xuất số lượng nhiều thì chất lượng không biết là nó sẽ như thế nào. Các chị nhớ giúp em nhá, sản xuất hàng vạn chiếc thì thực ra là không thể nào đảm bảo được chất lượng. Còn đây là cái bản về thử. Về thử 500 chiếc mà quá chất lượng luôn, may kỹ từng đường kim mũi chỉ. Và đặc biệt cho em nhiều chị hỏi chất dạ như thế nào. Đây các chị nhìn cho em cận cảnh chất liệu dạ, và dạ này nặng 1 cân cho em nhá các chị nhá. Ok này, rồi ok. Váy dạ có giá là 200 váy dạ là 169.000. Con váy dạ màu hồng kia, còn con áo dạ này còn 235.000. Tình yêu nào lấy mã nào chốt cho em nhá các chị nhá. Ôi ôi quá là đẹp luôn này. Rồi ok. Ok chị gái Bình Nguyễn à Biển Nguyễn có nhá chị nhá. Rồi ok này, các chị nhìn cho em này. Em like như nào, các chị gái nhận hàng như thế, chị nào ưng ý thì đặt hàng cho em nhá. Chị gái nào ưng ý với sản phẩm này thì đặt hàng cho em. Hàng này này các chị ơi, hàng này của em không phải là hàng dạ trần bông cho nên nó vừa phải. Nó vừa phải, nó chỉ có hai lớp. Nó hai lớp chứ nó không phải trần bông, nó không phải hàng dạ mỏng queo một lớp. Đấy, nó là hàng dạ hai lớp. Chị nào lấy con này comment chốt nhanh cho em được chưa nào? Rồi ok, 235.000 cho con áo dạ này. Tình yêu nào lấy chốt nhanh cho em là xả áo dạ cộng số điện thoại. Xả áo dạ cộng số điện thoại, kho buôn ở Hà Nội các chị gái ơi. Kho buôn ở Hà Nội mọi người nhá. Đấy đúng rồi, kho buôn men ở Hà Nội chỉ bán buôn không bán lẻ. Và bán lẻ chỉ bán duy nhất trên livestream thôi các chị gái nhá. Ok này, em đang mặc trên đúng. Người đây con. Đấy là đó là chính là mã sản phẩm gì ạ? Đó chính là mã sản phẩm váy dạ đen các chị gái nhá. Em đang mặc trên người là váy dạ màu đen này, thiết kế này từ phần cổ đấy và phần tay đó là chất liệu là von lụa các chả nhá. Còn từ ngực đổ xuống hoàn toàn 100% là chất liệu là gì ạ? Chất liệu đó chính là dạ. Đấy, quá là xinh luôn này. Chị gái nào mình lấy váy dạ này chốt nhanh cho em là váy dạ kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Em đang mặc đây là váy dạ màu đen, xinh không ạ? Cực kỳ là xinh luôn. Đồng giá 169.000 cho váy dạ, 235.000 cho áo dạ. Ưng mã nào chốt nhanh cho em là mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em váy lên đơn. Váy dạ này của em có hai màu là màu be và màu đen, từ 40 đến 52 cân mình mặc vừa cho em. Chị gái nào lấy con váy này thì comment cho em là váy dạ màu đen và váy dạ màu be. Các chị ơi nhìn cho em này, chất liệu dạ thì là dạ gãy kim tuyến gãy lông nhá các chị nhá, kim tuyến gãy lông cực kỳ là xinh luôn. Đấy các chị nhìn cho em cận cảnh một chút cho các chị xem này. Các chị có nhìn thấy chất liệu dạ không ạ? Cực kỳ là đẹp này, óng ánh kim tuyến luôn nhá, cả màu trắng và màu đen đều óng ánh kim tuyến, nhưng bởi vì màu đen. Màu đen cho nên nó óng ánh nó nổi hơn được chưa nào? Ok này, màu nút à rồi ok, váy của em chỉ có SM thôi, từ 40 đến 52 cân thôi. Em vẫn nói là váy này là váy ghi cho dành cho người đẹp.
cho nên là nó chỉ có size SM thôi các chị nhá. Rồi cái chị nào lấy con váy này thì comment cho em là váy dạ be này, các chị nhìn cho em này, chất liệu dạ gẩy lông các chị nhá. Dạ gẩy lông kim tuyến này, dạ kim tuyến gẩy lông này rất là đẹp luôn. Chị nào lấy con này thì của em có hai màu là màu đen và màu be. Đặt hàng mã này comment cho em là dạ hồng, à quên, dạ be và dạ đen cộng số điện thoại. Váy dạ hồng hoặc là váy dạ be và váy dạ đen cộng số điện thoại. 169.000 được chưa nào? Đúng 169.000 một chiếc nhá. Đúng rồi, 169.000, 169.000 và chỉ 169.000 một con nữa các chả nhá, quá là tuyệt vời luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em là váy dạ kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn này. Em đang mặc trên người đây là váy dạ màu đen. Ngoài ra còn có váy dạ màu be các chả nhá. Còn ngoài ra còn cả váy dạ hồng nữa. Riêng váy dạ hồng có size SML từ 40 đến 60 kg mình mặc vừa cho em. Còn váy dạ màu be này là từ be và đen thì từ 40 đến 52 kg mình mặc vừa đẹp cho em các chả nhỉ. Đặt hàng chỉ cần comment cho em đúng cấu trúc, đó chính là mã sản phẩm kèm màu cộng bên em lên đơn. Size số bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn trực tiếp, tư vấn tất cả cho các chị gái mình luôn. Ok chen nha. Còn bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị chuyển qua mã này. Chuẩn bị chuyển qua mã này. Con chị gái nào mình lấy váy dạ này chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ kèm màu cộng xuyên đoạn, em đang mặc là váy dạ đen, váy dạ be và cuối cùng là váy dạ hồng. Bây giờ bên em chuẩn bị chuyển qua mã này. Rồi ok, chị nào lấy comment chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ đồng giá 169.000, áo dạ 235.000. Chị nào lấy chốt nhanh, chốt gọn và chốt lẹ cho em, mới về đầu mùa cho nên hàng đẹp giá rẻ. Chị nào mà không chấp ngay cái thời cơ đầu mùa này, mấy hôm nữa rét căm căm là mua với giá đắt cho em nhá. Ấy, bởi vì làm sao bán hàng phải lợi nhuận, đến lúc nào mà trời rét rồi thì không thể nào bán với giá này nữa rồi. Ok này, rồi chị gái Mỹ Liên hỏi gì ạ? Rồi ok, váy dạ này mặc lắm nóng lắm không ạ? Rồi ok, váy dạ nó là chất liệu dạ các chị nhá. Chất liệu nó là dạ. Đây các chị nhìn cho em này. Dạ của em là chất liệu dạ cho nên nó dày dặn. Chứ còn nóng thì nó không phải là nóng như len đâu các chị nhá. Rồi ok, váy dạ của bên là chất liệu nó sang chảnh và đặc biệt là ở cái phần trên ngực và cái phần cánh tay nó là lụa cho nên các chị yên tâm là không nóng được chưa ạ? Rồi ok, đúng rồi. Chị nào muốn mua váy dạ là 169.000 có size S và size M. Cổ váy dạ màu hồng thì có SML từ 40 đến 60 cân. Còn áo dạ của em từ 40 đến 58 cân mình mặc xinh con áo dạ này cho em. Bởi vì em còn chừa cho các chị là mặc áo len ở bên trong nữa. Cho nên từ 40 đến 58 cân mình đặt con áo dạ này cho em. Áo dạ em xả còn bao nhiêu tiền? Áo dạ em xả chỉ có là 235.000 thôi. Chị nào lấy con này comment nhanh cho em ạ. Ok, mình có số điện thoại, mình có đơn hàng nhá. Mẫu mặc váy dạ là size em S nhá chị nhá. Mẫu cao 1m7, nặng 50 cân nên mặc size S. Ok này, chị nào muốn mua cái váy dạ kia thì comment cho em nhá. Kia là váy dạ màu be. Váy dạ hồng cũng 169.000 nhưng mà váy dạ hồng của em là dáng suông đuôi cá. Mặc tiểu thư cực kỳ xinh luôn. Bây giờ mẫu sẽ vào cho mọi người xem cái mẫu dạ hồng nhá. Đúng rồi, bây giờ em sẽ lên cho các chị gái mã sản phẩm dạ hồng đấy ạ. Em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm dạ màu hồng, cực kỳ là xinh luôn. Cái form này nó là form suông dáng rộng rãi, từ 40 đến bao nhiêu kg ạ? Từ 40 đến 60kg mình có size vừa cho em các chị gái nhá. Chị gái nào mình đặt mã này chốt nhanh cho em này là váy dạ hồng kèm cho em số điện thoại là bên em vào đơn. 350.000 ngày hôm nay còn 169 và chỉ 169.000 một con này thôi. Chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em này. Chất liệu hoàn toàn 100% là gì ạ? Dạ phối với lụa các chả nhân, lụa ở phần tay và cái phần nơ này là lụa thái, đẹp cực kỳ luôn. Giá cực kỳ là xinh, áp vô các chị gái nào chia sẻ livestream cho em nhá. Rồi ok, các chị nhìn cho em một con váy dạ nó rất là dày dặn, nặng 500-600g như này thì các chị yên tâm là chất liệu là không bao giờ các chị phải lăn tăn luôn. Đây hàng dơ cận cảnh cho chị xem chất liệu này. Các chị nhìn cho em là chất liệu dạ này, hàng Quảng, dạ này là dạ Quảng Châu các chị nhá. Dạ này là dạ Quảng Châu nhập khẩu luôn cho nên là chị nào mà muốn mua con này thì quá là đẹp luôn. Các chị đúng nhớ giúp em bây giờ bên em mới về cái bản thử khoảng tầm độ mấy trăm chiếc để bán cho các chị thôi. Cho nên là chị nào hôm nay muốn mua à rồi ok, bây giờ chỉ còn có mấy suất váy dạ nữa thôi. Chị nào lấy chốt nốt cho em nhá. Bên em chỉ chốt cho bởi vì làm sao bản demo nó mới về số lượng rất ít. Đấy. Để bên em thử nghiệm xem có được thì bên em mới sản xuất hàng vạn chiếc, số lượng nhiều. Cho nên chị nào muốn mua chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ hồng của bên em rất là rẻ thôi. Chỉ có 169.000, bán này là bán để tri ân, vừa bán vừa biếu các chị gái luôn. Vừa bán vừa biếu, vừa tri ân, vừa tặng cho các chị nhá. Ok, chị nào lấy con váy dạ hồng này comment chốt nhanh cho em là váy dạ hồng cộng số điện thoại. Lấy váy dạ màu be hay màu đen comment chốt màu cho em. Con lấy áo dạ 235.000 giúp em yêu được chưa nào? Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em là mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em lê đơn các chả nhá. Váy dạ là bao nhiêu tiền ạ? Váy dạ hồng như em mặc giá cực kỳ là xinh, chỉ có 169.000 thôi. Áo dạ là 235.000. Ưng mã sản phẩm nào chốt nhanh cho em là mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn, cực kỳ là xinh và giá quá là ưu đãi. Áp dụng các chị gái nào mình chia sẻ và chia sẻ livestream các chị nhá.
Đúng rồi, nhớ theo dõi bằng bếp của em ở chế độ xem sức để luôn luôn được mua hàng mới giá xả các chị nhá. Hàng mới giá xả bởi vì làm sao ạ? Rồi ok. Đấy, bởi vì đây các chị ấy, mình có thể nhìn cận cảnh chất liệu cho em các chị nhá. Nhìn cận cảnh chất liệu cho em này, quá là xinh luôn này. Bao nhiêu tiền ạ? Giá chỉ có là bao nhiêu tiền? 169.000 các chị nhá. 169.000 cho con váy tiểu thư này. Chất liệu là dạ Quảng Châu, cực kỳ là đẹp luôn. Chị đúng nào rồi, lấy comment nhanh cho em. Áo dạ chỉ có 235.000, váy dạ chỉ có 169.000. Đấy các chị nhìn xa cho em nhá, đứng lùi một chút cho các chị nhìn toàn bộ dáng này. Váy đen từ 40 đến 52 cân thôi ạ. Chờ khoảng đợt sau thì bên em mới về đủ size, nhiều size của cái mã váy dạ màu đen và màu be kia. Còn bây giờ từ 40 đến 60 cân mọi người mặc vừa cái mã này cho em. Đấy, mặc vừa cái mã váy dạ kia cho em nhá. Đúng rồi, ưng mã sản phẩm này chốt nhanh cho em là váy dạ hồng kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn các chả nhá. Đúng rồi, bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Chị em nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá, bởi vì bên em chuẩn bị full net các suất rồi. Full net các suất để mua với giá xả và trải nghiệm rồi, cho nên chị nào muốn mua phải chốt nhanh cho em. Váy dạ hồng 169.000, váy dạ bè 169.000, váy dạ màu đen 169.000, áo dạ kẻ xả còn 235.000 các chị nhìn cho em này. Dáng treo quá là đẹp luôn các chị ạ. Dáng treo hay dáng mặc đều quá là xinh cho em. Đúng váy rồi, đen trên kia từ 40 đến 52 cân mình mặc vừa cho em được chưa nào? Đúng rồi, đặt hàng chỉ cần để lại cho em là mã sản phẩm, màu yêu thích và kèm cho em số điện thoại là bên em vào đơn đúng chả nhỉ. Váy dạ hồng nha em mặc giá chỉ có là 240 chị ạ nhỉ. 169.000, áo dạ là 235.000 và lưu ý cho em váy dạ ngày nay đồng giá 169 các chị nhá. Riêng mã sở nha em mặc có tới size L từ 40 đến 60 ký vừa. Còn màu đen và màu be thì mình chỉ dưới 52 ký là mình mặc đẹp cho em ok cho em chưa ạ? Đấy, con chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang còn giang sở đơn hàng thì nhanh chóng quất luôn, quất ngay và quất liền đi, bởi vì số lượng bên em bây giờ là chỉ còn vài chiếc nữa thôi. Còn đúng chiếc vài chiếc nữa là coi như là hết hết bản demo rồi, hết cái giá rẻ như này rồi. Đó, đúng là rồi mình đấy, giá giá bán lẻ là 350, bây giờ bán cho chị gái chỉ có 169.000 được chưa nào? Con váy dạ hồng này từ 40 đến 60 cân mình mặc đẹp cho em, bởi vì nó là dáng suông này các chị nhớ cho em, bởi vì nó là dáng suông đuôi cá. Đấy, bình thường em dùng mặc size S thì bây giờ em dùng cũng mặc size S, cái váy này cũng rất là xinh luôn. Các chị nhớ giúp em đây là dáng suông đuôi cá, không lo lộ bụng, không lo là mình béo bụng, mặc rất là baby và rất là xinh trẻ trung luôn. Chị nào đặt hàng comment giúp em là gì ạ? Chị nào muốn mua áo dạ comment xả áo dạ. Chị nào muốn mua váy dạ hồng comment váy dạ hồng, muốn mua váy dạ màu be hay là màu đen cứ comment cho em. Váy dạ kèm màu cộng số điện thoại là được mua với giá 169.000. Mua áo dạ comment cú pháp xả áo dạ cộng số điện thoại là mình có đơn được chưa nào? Đúng rồi, đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc, mã, màu và số điện thoại là bên em lên đơn. Sau khi kết thúc livestream bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn này. Tư vấn để nào các chị gái mình mặc đẹp, chuẩn dáng và chuẩn size nhất. Cho nên là việc các chị gái mình cần làm là chú ý nghe điện thoại ok cho em chưa? Còn bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Còn chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang còn giang dở đơn hàng, nhanh chóng quất luôn, quất ngay và quất liền cho em các chị gái nhỉ. 169 169 và chỉ 169. Đúng rồi, chị nào mà đặt được hàng thì chưa đặt được hàng nhanh chóng chốt đơn nha. Bên em xin phép chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn ai đặt hàng, bởi vì sao? Hàng đẹp giá rẻ, số lượng không có nhiều. Cái váy dạ chỉ có Cái váy dạ chỉ có 169.000 thôi. Giá quá là ưu đãi luôn. Ưng váy dạ, chốt váy dạ kèm màu cộng số điện thoại. Ưng áo dạ, chốt cho em áo dạ ở trái nhỉ. Ok này, xem ok thì gọi đi chị gái Vin Vin ơi cho em lại. Đúng rồi, chị gái Vin Vin để lại số điện thoại nhá. Rồi ok, cái áo dạ ở bên kia của em có 235.000 thôi. Rơi cho các chị xem cả. Đấy, có 235.000 cho con áo dạ này thôi. Chị nào đặt con này thì comment cho em nhá. Rồi ok, xả áo dạ cộng số điện thoại 235.000 cho con áo dạ siêu phẩm này. Siêu phẩm phải nói đây là một siêu phẩm các chị nhá. Rồi ok đây, các chị nhìn cho em này, siêu phẩm và siêu phẩm chất liệu này, hai lớp, dạ hai lớp cực kỳ dày dặn, nặng 1 cân luôn nhá các chị nhá. Rồi ok, 169.000 chị nhá, 169.000 là váy đấy ạ, 169.000 là váy nhá. Đúng rồi, còn chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Bên em chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Còn chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang còn giang dở đơn hàng thì nhanh chóng quất luôn, quất ngay và quất liền đi. Bởi vì hiện tại đến bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị hết stock rồi. Ok, váy dạ có size SML chị gái Lan Hương nhá. Có SML luôn này. Ok cho em dạ, chị gái Vin Vin bổ sung số điện thoại cho em đi nào. Đúng rồi, chị gái Vin Vin muốn đặt mã gì đặt lại trên này nhá. Có thể bên em sót đơn bởi vì một ngày số lượng đơn của bên em rất là nhiều luôn. Chị nào lấy con váy dạ hồng chốt nhanh cho em được chưa nào? Bên em xin phép chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Kết thúc buổi ngày hôm nay, chị nào muốn đặt hàng với cái giá sale phải nhanh chóng để lại cho em đúng cú pháp để bên em kịp gọi điện, bởi vì em hết hàng là không có đâu chị ơi. Ok, mét 660 cân mặc xít sao là sợ không thôi đừng đặt chị ạ. Chị đợi lúc nào có size to hơn thì đặt nhá. Bên em từ 40 đến 60 cân nhưng em muốn ai cũng mặc đẹp.
Em muốn ai cũng mặc đẹp chứ không phải em muốn mặc chật quá, cho nên là em chỉ tư vấn đến như thế thôi. Được chưa nào? Còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ đồng giá 169, áo dạ xả còn 235. Ok, mini trinh có đơn rồi này. Ok, có số điện thoại mình có đơn giúp em ạ. Rồi ok. Các chị để lại cho em đúng cú pháp đi ạ. Bên em chỉ còn có một vài phút nữa thôi. Váy dạ hồng, chị Nguyễn Tony muốn lấy bổ sung số điện thoại, bên em không inbox đâu ạ, bởi vì bên em full inbox, làm sao check kịp inbox, được chưa nào? Đấy, chị nào muốn mua áo dạ 235.000, muốn mua váy dạ là 169.000 cho em, được chưa nào? Đúng rồi, còn chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang còn giang dở đơn hàng thì nhanh chóng chốt nhanh em. Đứng ra cho một chút không? Ok này, đó em đang mặc đây là váy dạ hồng rất là xinh luôn này. Đấy con, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhở. 53g 1m55 mặc bao vừa cho em size L chị gái ơi. Đấy con, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Đấy. Em xin phép chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ hồng hoặc áo dạ kèm số điện thoại cho em. Áo dạ xả còn có bao nhiêu? Còn có 235.000, váy dạ 169.000. Còn tình yêu nào đặt hàng chốt nhanh cho em nha. Bên em xin phép chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn chị nào mà chưa mua được hàng, chưa đặt được hàng, nhớ theo dõi fanpage ở chế độ xem trước để luôn nhận được thông báo khi nào bên em bán hàng xả, bên em bán hàng đẹp, được chưa nào? Đấy chứ nào, còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Mã màu và kèm cho em số điện thoại nhé. Rất là xinh luôn này các chị ơi. Rất là xinh luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Váy dạ đồng giá 169 này. Áo dạ là bao nhiêu tiền ạ? À? Áo dạ là 235.000. Ưng mã sản phẩm nào chốt nhanh cho em là. Ok chị gái Ngọc Huyền có thấy nhá. Rồi ok này, ok. Còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Đúng rồi, ok chị gái Nga Bùi bên em vào đơn nhá. Đấy con, chị gái nào mình đặt mã này chốt nhanh cho em này. Mã kèm màu cộng cho em số điện thoại. Em đang mặc đây là váy dạ hồng có size S, M, L. Còn váy dạ B và váy dạ đen có size SM á chả nhở. Đấy, ưng mã nào chốt nhanh cho em. Mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em lê đơn. Sau khi kết thúc live stream sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn nhá. Còn chị gái nào mình muốn hỏi gì thì comment ngay cho em đi. Nhà mình còn chị gái nào mà còn đặt gì thì nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Đấy, bên em chuẩn bị kết live stream rồi này. Còn chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang còn giang dở đơn hàng, nhanh chóng chốt nhanh cho em đi nha. Đấy, con chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em này. Ok này, khoác dạ là 235.000 chị gái Hiền Lê nhá. Đây chị nhìn cho em này, ở bên ngoài chất liệu là dạ và bên trong chất liệu là gì ạ? Có một miếng lót Burberry kẻ cực kỳ là xinh cho em nhá. Chị gái nào mình lấy áo dạ này chốt nhanh cho em là xả áo dạ kèm số điện thoại đang xả còn 235.000, SML từ 40-58 ký, mình mặc bao vừa cho em con áo dạ này. Còn chị gái nào mình lấy áo dạ chốt nhanh cho em nhá. Bên em sẽ còn 30 giây nữa để bên em kết thúc livestream ngày hôm nay này. Cho là còn chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang còn giang dở đơn hàng thì nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn các chị gái nhá. Cho các chị gái mình nhanh chóng để lại cho em cầu đúng cấu trúc đi nào. Còn chị gái nào ok váy nó mặc là 169.000 chị gái Doan chắc nha. Váy nó mặc là 169. Còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em. Mã kèm màu cộng số điện thoại cho em nha. Đấy con, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em, mã kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. 169 một váy dạ và 235 một áo dạ, ưng mã nào chốt nhanh cho em, mã màu và số điện thoại cho em nào các chị gái ơi. Đấy, nhanh chóng chốt nhanh cho em nhé. Bây giờ bên em xin phép chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Đấy, con chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Mã kèm màu cộng số điện thoại cho em nha.
Chị gái hiền lên mà đặt, đặt áo khoác dạ, chốt cho em số điện thoại. Chị gái Doan chắc mà đặt hàng váy thì coi em số điện thoại nhá. Đấy, ok này, còn ok này, váy là 169.000 chị gái Doan chắc nhá, 169.000 váy dạ đấy ạ. Mã của nó là váy dạ hồng đang xả còn 169. À, chị mà đặt comment cho em là váy dạ hồng kèm dưới đoạn cho em nhá. Rồi ok này, còn bây giờ em xin phép được kết thúc livestream tại đây đây. Còn chị gái nào mà mình đặt hàng thì nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Không bây giờ em xin phép được kết thúc livestream tại đây đây nhá. Tất cả những chị gái nào mình có đơn hàng thì chú ý nghe điện thoại giúp em nha. Xin chào tất cả các chị ạ. Ok chị gái Minh Hường em chốt đơn, ok chị gái Doan chắc em chốt đơn nhá. Đấy, còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Em còn vài suất nữa thôi, còn chị gái nào mình đặt chốt nhanh cho em nhá. Ok này, còn bây giờ em xin phép được kết thúc livestream tại đây. Những chị gái nào mình có đơn hàng trên livestream thì chú ý nghe điện thoại nhá. Tí nữa bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho các chị gái mình nha. Xin chào tất cả các chị ạ.